văn minh hơn, đi theo kiểu các nước ngoại quốc. Peace forever to Vietnam. Rồi, xin chào mọi người. Tôi đến đây với cà phê Trung Nguyên, tôi thấy là tôi đi nhiều nước. Tôi chúc cho Việt Nam có nhiều sản phẩm xuất đi khắp Nam Châu. Việt Nam là non sông vững bền một dải, biển đảo là great. You deserve peace and happiness. Okay, thank you.